Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của mình Vũ Audio. Ở trong clip này thì em xin được giới thiệu toàn thể các bạn về mẫu vang X6 thương hiệu của GM. Hàng bãi đẹp xuất sắc các bạn. Nhắc đến dòng vang X6 thì nó thuộc dòng top gọi là huyền thoại rồi, với chất âm rất là hay. Khi có sở hữu những dòng vang X6 mà hàng xịn thì chắc chắn một điều là cái chất âm cũng như là cái tiếng mic echo reverb rất là hay nhá. Dòng vang X5, X6 thì cũng có rất là nhiều hàng nhái, anh em đi mua hàng phải lưu ý xem cho thật là kỹ vào. Em sẽ quay qua một chút về cái nội thất của con này. Đây là ruột của con X6 chuẩn hàng bãi xịn. Ngoài dòng vang X6 ra thì em có cả dòng vang X5, X10. Hiện tại mẫu vang X6 đang bán mức giá là 2.550.000 một con. Đây, 1, 2, 6, 7. Chất tiếng rất là ngon nhá. Bạn nào mà đam mê ca hát hay là nghe nhạc thì sở hữu những cái dòng vang này, cái mức giá rất là hợp lý. Em thử tiếng gì vợt nhá. Tiếng gì vợt con này rất là hay luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuyệt vời luôn đấy. 1, 2, 5, 6. Một tí echo nhá. Echo rất là ngọt luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Echo rất là ngon nhé. Trộn echo với reverb. Trộn echo với reverb thì hát nó sẽ hay hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì khi mọi người trộn thì cũng tùy sở thích. Có bác thì thích gọi là hát nhiều dị vật đấy, và ít echo, ít vang nhại. Nhưng có bác thì lại thích gọi là vang nhại để làm sao để cho nó dễ hát. Nhưng thực tế là thì cái chất giọng của mình nó không được thật. Còn đối với những người ta có cái chất giọng nó tốt một tí thì thường người ta chỉ pha một tí echo thôi đấy. Hát nó sẽ hiệu quả hay hơn, nó thật giọng hơn. Còn ví dụ như là trường hợp như của em không biết hát thì thôi thì cứ cho tăng nhiều tí echo nhỉ, cho dễ hát. 1, 2, 5, 6. Với mức giá là 2.550.000 một con có nhá. 2.550.000 một con, giá cũng rất là hợp lý. Em hỗ trợ cài đặt setup setup cho toàn thể các bác về chỉ việc có kết nối vào là sử dụng thôi. Đẹp xuất sắc nhá. Và cái dòng vang số thì các bác biết rồi, nó chống hú cực kỳ là tốt, chất âm bay bổng hay. Đây là số điện thoại của em, các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp. Em xin hàng toàn quốc nhá. Rồi, xin chào mọi người.